Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân. Tôi là Phạm Đức Cư, 94 tuổi, nhập ngũ tháng 10 năm 1949, nguyên là trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, trung đoàn 367, pháo cao xạ. Hiện đang sinh sống tại tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Rất vinh dự được thay mặt cho các chiến sĩ Điện Biên phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên trong thế này. Là một người chiến sĩ năm xưa tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, được tận mắt chứng kiến những thời khắc lịch sử oanh liệt đầy cam go thử thách của dân tộc trên Điện Biên Phủ, tôi vô cùng xúc động tưởng nhớ tới các đồng chí đồng bào đã hy sinh nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cách đây vừa tròn 70 năm, trận quyết chiến chiến lược lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tiểu đoàn chúng tôi và tiểu đoàn 383, trung đoàn 367 pháo cao xạ vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào chiến đấu ở tại Điện Biên Phủ, dựng lưới lửa phòng không trên vùng trời Điện Biên để chiến đấu với không quân của địch và bảo vệ đội hình của các đơn vị bộ binh của ta. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, pháo phòng không 56 ngày đêm trong mưa bom bão đạn, anh dũng chiến đấu cùng các đơn vị bạn đã đánh thắng không lực của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, cắt đứt đường tiếp tế hàng không của địch trên vùng trời Điện Biên, bắn rơi 62 máy bay các loại, trong đó có pháo đài bay B-24, có phần quan trọng vào chiến thắng chung của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch thắng lợi, đơn vị chúng tôi vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương anh hùng vũ trang nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, chiến tranh nay đã lùi xa, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa được chứng kiến sự đổi thay phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Chúng tôi phấn khởi và tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình để làm nên Điện Biên anh hùng và tươi đẹp như ngày nay. Chúng tôi luôn luôn tâm niệm mình là chiến sĩ Điện Biên, là cựu chiến binh, luôn luôn phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lối sống, chấp hành và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ sở trong sạch vững mạnh, tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử anh hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ. Chúng tôi tin tưởng rằng và mong rằng thế hệ trẻ hôm nay luôn luôn ghi nhớ, tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ. Lập nên những kỳ tích mới và trong sạch, kỳ tích mới, xây dựng công nghiệp
giữ và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân, chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.